Đây là một cái mic không dây của một bộ loa kéo các bạn ạ. Mình sửa cho một cái cô ở trên chỗ gần núi Hàm Lợn ấy, là cô ấy có rất nhiều cái loa kéo này cho những cái người ta đến, người ta bọn học sinh cái thứ đến thuê qua đêm ấy các bạn ạ. Với cái lỗi cô bảo là nó không bật được công tắc này, chắc là hỏng rồi. Công tắc chả tác dụng gì nữa cả. Như là bị gãy, một là gãy nhựa, hai là gãy cái công tắc bên trong. Mọi người ạ. Thì cái view này chúng ta sẽ tham khảo một cách mình tháo nó là một này, và mình sửa cái lỗi này. Cái lỗi này thì chắc là khá là dễ rồi, nhưng chúng ta phải hiểu được cách tháo nó ra nhá mọi người nhá. Chúng ta phải hiểu cách tháo một cái, và chúng ta cũng xem cái cấu tạo của một cái loa kéo mới hiện nay làm như nào nhá. Xem chúng ta xem nó chất không, cầm nó nhẹo bèo ấy. Mic không dây này mình sửa khá là nhiều chính cái bộ, nhưng mà nó cầm nó nặng lắm, không như này đâu. Cái này là cái chống ấy thôi, chống lăn thôi, cái này này. Thì để mà tháo nó thì nhìn như này nó chả có cái đốc gì cả, nhưng mà chúng ta sẽ để ý này, nó có một cái vố nhựa ở đây nhá, một cái vố nhựa ở đây nữa, như vậy là hai cái vố giữ đấy, và khả năng nó có một cái màu vố giữ ở đây nữa này mọi người này. Chúng ta sẽ là cạy với cái vố đấy chứ không phải cứ rút cái này đâu. Bây giờ mình thử nhá, cho bạn nào mà có mà muốn tháo ra muốn tự sửa nhá, có thể tham khảo nhá. View này view tháo lắp thôi chứ không phải là sửa chữa, bởi vì mình nghĩ là bo bạch điện tử nó không hỏng đâu. Dùng cái lựa cạy cái này lên trước nhá mọi người nhá, không nó gãy nhá. Cạy cái này lên trước, sau đó chúng ta mới rút ở trên đấy mọi người ạ. Đấy, thế là nó ra các bạn ạ. Bé tí thôi, nó bị gãy đây này các bạn này. Đó chính là cái lý do. Ồ, con này luôn là chế độ on các bạn ạ, thì chắc là pin hết rồi. Cái này luôn là chế độ on này các bạn này, như vậy nó chỉ gãy cái cá giữ ấy thôi. Cho thuê mà không được, không tắt được thì cứ để thế thì chắc chắn là pin này hết sạch rồi, nhưng họ họ dùng toàn pin xịn nên nó không bị chảy axit đấy các bạn thấy không, pin còn có 0,6 V này, coi như hết pin nhé mọi người ạ. Do cái hết sạch pin rồi, do cái này nó đang ở chế độ luôn ở chế độ bật đấy. Vừa nãy mình mở ra nó như này này, thì đây chúng ta sẽ tham khảo này. Mặt bên kia chắc chả có cái gì đâu. Đây là một cái màng loa, khi chúng ta nói thì bắt đầu là cái màng này nó rung, nó sẽ phát ra điện, nó phát ra điện với dạng lớn nhỏ theo cái âm thanh của chúng ta ấy. Nó ngược lại với cái loa đấy, sau đó cái xung điện đấy nó sẽ đưa vào đây, đưa vào trong này, thì chúng ta sẽ thấy này. Bây giờ nó tích hợp đúng vào con IC 4 hàng chân này thôi. Còn con này là con 24C04. Đúng rồi, 24C02. Con IC nhớ mọi người ạ. Như vậy là con chip này, con chip vi xử lý lập trình đấy. Còn thầy con 4 chân đấy, còn con bên cạnh 8 chân là 24C02, là con nên lưu giữ trạng thái nhớ thôi các bạn nhé. Thì có khả năng nó là cái công nghệ mới hiện nay rồi ấy. Đây là thạch anh dao động cho con IC này, và nó phát xung với tần số như thế nào ấy, là phụ thuộc vào trong chương trình phần mềm nó lạp bên trong đấy. Bây giờ nó công nghệ nó ghê thật đấy các mọi người ạ. Đấy, loa mạch bé xíu này thôi, và tất nhiên là cái này một bộ thì chỉ theo một bộ nhá, chứ không phải là cái mic này có thể lắp sang bắt sang cái bộ loa khác cũng cùng hãng, nhưng mà sẽ là khác đấy các bạn ạ. Họ sẽ để tần số khác nhau mà tích hợp hết cái công nghệ này, xử lý mic, mic không đi vào một chân của nó xử lý hết trong này rồi nhớ, sau đó là anten đâu mà nhìn chưa nhìn thấy anten. Nó có một cái đèn ở đây nữa này, để khi đèn khi pin yếu nó sẽ nhấp nháy cái đèn này đấy các bạn ạ, hoặc là nó sáng đỏ ấy. Mình còn chưa nhìn thấy cái sóng cái anten không dây đâu, anten của Bluetooth đâu ấy, sóng Bluetooth mà mình chả hiểu nó để ở đâu nữa. Thông thường có một số cái nó sẽ nằm trên mạch này luôn cơ, chắc là trong tầm khoảng bao nhiêu mét là họ chả cần, chỉ một đoạn là được thôi các bạn ạ. Đây, con này đi sửa thế này thôi, rất là đơn giản này. Mình sẽ tìm cách, mình sẽ dùng keo mình hàn lại, rằng mình phải buộc thật chặt lại để cho bảy đi bảy lại không bị tách ra nữa mọi người nhé. Nó có cái nút đèn ở đây nữa bị rơi từ trước ấy các bạn ạ, cái này đòi sự khéo tay thôi mà. Keo 502, một chút giấy ăn ép xuống dưới để hàn lại. Sau đó là một cái chân linh kiện bẻ thành chữ L, không cho hàn, dùng mỏ hàn xung hàn cho nó dính vào đây, nên là tạo một cái lực khung cứng để có đẩy nó không gãy.
chơi như mình làm như này thì có khi nó lại gãy chiều bên này rồi chứ không thể gãy được cái chiều mình vừa làm, mọi người nhá. Và tất nhiên là do cái keo mình để giữa này ở khe ấy, nếu mà nó bị chạm cái này thì chúng ta sẽ cắt, nhưng mà không chạm được đâu, mình tính được mà các bạn ạ. Bây giờ sẽ lắp lại thôi. Bàn khá là đơn giản và rất hay gặp luôn nhé mọi người nhé, cực kỳ hay gặp nên mình mới quay video đấy, mục đích cho những ai mà đang dùng cái loa kéo này có thể tự sửa. Hôm nay khách dùng toàn pin tốt nên không bị chảy axit ở đây, như dân bình thường thì toàn dùng loại pin rẻ tiền nên cứ bị chảy axit vào các bạn ạ, chảy axit vào dẫn tới là không vào điện. Đấy, ấn vào thế là xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ lắp cái này. Lắp cái này thường mình sẽ gạt hết về không đi. Sau đó đặt cái này ở mức thấp nhất. Mình sẽ lắp lại. Đấy, hai lớp kìa, ba lớp kìa. Nó có ba lớp các bạn nhé. Rồi mình sẽ lấy pin để lắp thử nhá. Thử cái pin này thôi, còn sau bảo khách về thay pin xịn thôi các bạn ạ. Đấy, nó có cái đèn chớp này, nó có điện đấy các bạn ạ. Đấy, khi nào pin nó yếu là cái đèn đỏ này sẽ sáng này, mình thấy nó thế mọi người nhá. Không có một con vít nào luôn. Mấy cái đồ không dây xịn thì ôi dồi ôi, nó còn bằng cái này bằng bằng gang nặng, tháo ra khóa gỡ đủ trò mọi người ạ. Thôi, video này sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào mọi người.